để khi lễ hội thánh cho chúng ta nghe tất cả những gì mà lời chứng này, chúng ta nghe thấy những gì mà các bạn đã chia sẻ này, để anh chị Phú Minh đã kinh nghiệm này, và tôi tin rằng hội thánh Nova của chúng ta không phải là một nhóm của những người theo đạo, đúng không? Chúng ta là người theo Đức Chúa Trời. Vì vậy hội thánh Nova không phải là nhóm sinh hoạt tôn giáo. Hội thánh Nova là mỗi một lần chúng ta nhóm nhau và chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời đang sống. Và có thể là xã hội đang nhìn chúng ta là ngồi ở dưới đất nói chuyện trên trời. Người ta khi nhìn vào hội thánh người ta cho rằng mình như vậy. Nhưng mà tôi muốn khẳng định và để nhắc lại điều này với hội thánh đó, những người tin Chúa là những người thực tế nhất ông bà anh chị. Những người tin Chúa là những người thực tế nhất. Ví dụ như là Nhi đã chia sẻ cho chúng ta, đúng không? Đức Chúa Trời rất là thực tế. Ngài thực tế đến mức là sao? Ngài nghe mọi lời cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta thấy khi mình gặp bệnh hoạn hay mình gặp bất cứ một lan đề nào đó thì mình thường chạy đến con người, chạy đến bác sĩ, chạy đến mọi nơi để xin cái sự chỉ dẫn và tư vấn. Ôi tôi rất là mệt. Ở Mỹ là thì mình phải có bảo hiểm, còn ở Việt Nam là đến đó phải nói khẽ với người ta, nhẹ nhàng với người ta để xem họ có giải quyết mình cái này không, đúng không? Nhưng với Đức Chúa Trời chúng ta gặp cái rào cản không? Không hề. Đức Chúa Trời của chúng ta rất là thực tế. Cho nên một lần nữa tôi muốn nhắc vào Thánh Nova là sao? Niềm tin của chúng ta nơi Đức Chúa Trời là chúng đang sống, và những người theo Chúa là những người khôn ngoan và thực tế nhất ở trên trái đất này. Chắc chắn là như vậy. Mình phải amen với chính mình, không phải anh chị? Mình amen với lòng của mình đó. Bởi vì sao? Ông Smith ông nói sao? Đức Chúa Trời sẵn sàng vượt qua hàng triệu người chỉ đến với một người thôi. Cho nên trong căn phòng này chúng ta ngồi đây, chúng ta phải yên tâm là sao? Đức Chúa Trời Ngài sẽ thấy được tấm lòng của chúng ta, và mỗi một tấm lòng đáp ứng là cơ hội cho Đức Chúa Trời. Có thể là với người này không thấy Đức Chúa Trời, nhưng người ngồi bên cạnh vẫn thấy Đức Chúa Trời, ông bà anh chị em. Có thể là hai người đang làm chung một đám rộn, một người cất lên một người ở lại đó. Có thể hai người đang say chung cối và một người cất lên một người ở lại. Đơn giản là không phải là vì người này có mắt và người kia không có, không phải là người này có tai và người kia không có đâu, bà anh chị em. Đức Chúa Trời Ngài cũng đang phán với tất cả chúng ta. Vì vậy điều đầu tiên mà tôi cũng khích lệ hội thánh trong buổi chiều hôm nay đó là Đức Chúa Trời của chúng ta rất thực tế, và là cơ đốc nhân chúng ta là những người gì ạ? Cũng thực tế luôn. Amen. Hãy amen với lời của Đức Chúa Trời. Chính vì vậy tôi khích lệ hội thánh không phải là chúng ta thêm một buổi nhóm nữa đâu, mà thêm một cơ hội nữa để chúng ta nhận biết Ngài. Cổ nhân có một câu danh ngôn mà tôi tin rằng câu này rất phù hợp cho hội thánh Nova chúng ta. Câu danh ngôn này có nghĩa là đại ảnh thì vô hình, đại âm thì vô thanh. Tức là những cái gì đấy mình không thấy nhưng không phải là không hiện hữu đâu. Mình nói rằng là tôi không biết Đức Chúa Trời đâu cả, nhưng là người mà Đức Chúa Trời chọn ấy, mình nhìn công việc của Đức Trời, mình biết rằng có Đức Chúa Trời. Mình cứ đòi có ảnh mà ảnh. Tôi nhớ ngày xưa ở Việt Nam đi làm chứng, nó thở của Đức Chúa Giêsu đâu cho tôi đâu có cái hình. Không? Cái gì nó lớn ấy, chúng ta không thấy nó, bởi vì sao? Nó quá lớn, không phải anh chị em. Khi mình đứng xa xa tôi nhìn một người thì tôi thấy, nhưng mà chúng ta hình dung là sao? Cái bức ảnh của Đức Chúa Trời ấy, cái bức tranh của Ngài ấy, nó bao trùm từ trên trời xuống dưới đất này và xuống cả bên sâu bên dưới đất nữa. Riêng cái hệ cái thiên hà mà chúng ta đang nhóm đây, nó là mất 100.000 năm ánh sáng để đi qua, không phải anh chị em. Như vậy cái bức tranh của Chúa nó lớn quá, nhưng vì mắt mình không thấy. Vì mình nhìn rất là gần, mình nhìn là sao? Mình nhìn là ăn gì, uống gì, mặc gì, cho nên mình không thấy Đức Chúa Trời, ông bà anh chị em. Chứ còn mình lùi lại, mình nhìn thấy bức tranh của Chúa, nó rộng lớn khủng khiếp. Và người có đôi mắt trong lòng sẽ thấy có Đức Chúa Trời. Còn đại diện, đại âm vô thanh, mình nói, ồ, chả nghe thấy gì cả, chả thấy Đức Chúa Trời nói cả. Hãy nghe con chim nó hót rồi, là biết có Đức Chúa Trời. Hãy nhìn tiếng sấm rền vang đó, sẽ thấy Đức Chúa Trời đó. Nhưng mà hàng ngày mình nghe sấm sống ạ, vẫn nghe, nhưng mà có thấy Chúa không ạ? Không biết Chúa. Mình thấy con chim nó hót líu lo, nó hay không ạ? Mình chẳng thấy Chúa đâu. Mình thấy mỗi một buổi sáng con gà trống nó gáy, có ai phải cho nó cái đồng hồ để nó biết đường nó gáy không ạ? Nó không ai làm cả. Nhưng mà sao? Đức Chúa Trời đặt cho nó gáy như vậy. Có quá nhiều tiếng của biển cả, tiếng của trời cao, tiếng của muôn vật, nhưng mình có nghe thấy không ạ?
không hề nghe thấy bởi vì mình không muốn nghe. Còn phải nhớ rằng bức tranh rộng lớn của Đức Chúa Trời đó, ai muốn thấy sẽ thấy. Còn tiếng của Đức Chúa Trời đó, ai muốn nghe sẽ nghe thấy. Chứ là mình yên tâm là sao? Đi nhà thờ mà lòng cũng mở ra, vẫn đi hòa một ông bà anh chị. Chắc chắn là điều đó. Có nhiều người được gọi và có ít kẻ được chọn. Đó là điều mà chúng ta cần phải nhận thức trong buổi chiều hôm nay. Tôi nói rất thật với ông bà anh chị em, việc của tôi không phải làm cho ông bà anh chị em vui lòng, việc của tôi phải làm cho Đức Chúa Trời vui lòng. Và nếu tôi nói thật với anh chị em được tỉnh thức và anh chị em có mặt ở trên thiên đàng. Thiên đàng đầy người hối cải, còn hỏa ngục đầy người hối hận. Hối hận là ngày đó mình đã không nghe tiếng Chúa và mình không muốn mở lòng ra với Chúa. Còn thiên đàng đầy người hối cải vì đã nghe và đã thấy Đức Chúa Trời và mở rộng tấm lòng của mình. Cho nên chúng ta biết rồi, bức tranh của Đức Chúa Trời vẫn rất rộng lớn, nhưng mà không phải ai cũng thấy. Tiếng của Đức Chúa Trời rất là rõ ràng, nhưng mà không phải ai cũng muốn nghe. Chỉ cần mình đáp ứng một điều, mình sẽ nghe. Ở trong Kinh Thánh có một ví dụ trong Roma đoạn 1 từ câu 18 đến câu 32 nói lại cái điều này. Đức Chúa Trời đã vẽ nên bức tranh rất là rõ ràng, nhưng mà chỉ người được chọn sẽ thấy, còn người không được chọn sẽ không nhìn thấy đó. Roma đoạn 1 từ câu 18 câu 32 là đoạn Kinh Thánh anh chị em rất là quen thuộc, và thậm chí hội thánh Roma đã học sau sách Roma rồi, đúng không? Mọi người nhớ mà. Và cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng ngoài sự không tin kính và ngoài sự không công bình của những người dùng sự không công bình và bắt hiếp lẽ thật. Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ. Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi, bởi những sự trọn lành của mắt Ngài không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài, cho nên họ không thể chữa mình được. Chúng ta hiểu không? Tất cả những gì Đức Chúa Trời muốn giải bày cho con người, nó đã sờ sờ ra rồi. Nhiều người làm khó cho Chúa, nhiều người làm khó cho Hội Thánh, nhiều người là vặn vẹo với người làm chứng về Chúa cho mình. Nếu Chúa của anh thế này, nếu Chúa của chị thế kia, nếu thì tôi sẽ... Họ cứ nghĩ rằng Đức Chúa Trời là một cái điều gì đó đang ế và Hội Thánh đang bán, và Hội Thánh phải khuyến mại thật nhiều, làm cho tôi hài lòng tôi đến Hội Thánh. Ông bà xem nghe tiếp nhé. Bởi sự tròn lành của Ngài, mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh của Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài, cho nên họ không thể chữa mình được. Vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa, song cứ lầm lạc trong ý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tăm tối. Họ tự xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại. Họ đã đổi vinh hiển của Đức Trời không hề hư mất, lấy hình tượng của loài hay hư lát của điều thú côn trùng. Cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ xa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa. Vì họ đã đổi lẽ thật Đức Chúa Trời, lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài chịu dựng lên. Thế cho đấng dựng lên là đấng đáng ngợi khen đời đời. Amen. Ấy thì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ, vì trong vòng họ những người đàn bà đã đổi tánh dùng tự nhiên mà là cách ra cách khác nghịch với tánh tự nhiên. Những người đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đàn bà mà un đốt tình dục người này với kẻ kia, đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ, và chính họ đã chịu báo ứng xứng với điều lỗi lầm của mình. Tại họ không lo nhìn biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, làm phạm những sự họ chẳng xứng đáng. Họ đầy dẫy sự không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ, chan chứa những điều ghen ghét, giết người, cãi lẫy, dối trá, giận dữ, hay mách, dèm chê, chẳng tin kính, sức sửa, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ, dại dột, trái lời giáo ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót. Dầu họ biết mạng lệnh Đức Chúa Trời, tỏ ra những người trái, người phạm các tội dường ấy là đáng chết, thế mà chẳng những họ tự làm thôi đâu, lại còn ưng thuận cho kẻ khác phạm những điều ấy nữa. Wow, chúng ta nhìn thấy không ạ? Khi người ta không muốn đón nhận Chúa vào trong lòng của mình đó, thì tự nhiên họ sẽ làm những điều đó và trở nên kẻ thù của Đức Chúa Trời. Cho chúng ta không ngạc nhiên, không lạ gì nước Mỹ ngày nay
Đúng không ạ? Từ xã hội trên tất cả mọi lĩnh vực đang phạm đúng cái điều này không phải chị em? Chúng ta nhìn thấy không? Rất là rõ ràng. Và chính vì vậy chúng ta trong cái thời điểm này chúng ta cần được tỉnh thức để nhắc nhở của mình. Vì vậy, ông và anh chị em, đây Roma đoạn 1 từ câu 18 câu 32 là bản án chung thân cho toàn thể nhân loại này. Và chúng ta biết một điều sau, cả nhân loại này đang sa xuống, tức là chúng ta đang rơi tự do đấy. Chúng ta hình dung là mưa đấy, mình ngồi nhóm với nhau mình thấy mưa đúng không? Thì mưa đã rơi tự do vậy. Và trong những người đang rơi tự do đó, Đức Chúa Trời gọi những người mà Ngài biết rằng sẽ đáp ứng. Hallelujah, lời thầy Chúa. Nếu không chúng ta cũng rơi tự do và rơi xuống hoàn ngục lông mà anh chàng. Giống như mưa từ trời thôi. Và rơi tự do và giống như ta ngồi trong nhà đó, tôi chìa tay ra đúng giọt nước mưa này. Thì cũng vậy, cả thế giới này đang rơi tự do, nhưng Đức Chúa Trời bằng một cách nào đó Ngài đã chìa tay ra và chúng ta có mặt trong căn phòng này. Nhưng mà căn phòng này chỉ là cướp những người được gọi, được còn phải chọn nữa. Vì vậy chúng ta phải sửa soạn tấm lòng của mình. Không ai chọn giúp được ai cả, đúng không ạ? Cho nên chúng ta phải biết rằng bây giờ là thời điểm 12 giờ kém 15 khi chúng ta quan sát thế giới này. Vì vậy chúng ta sẽ cùng nhau xem lại Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì đoạn 2 mà anh Hiếu đã đọc. Tôi ước ao rằng là nó dài nhưng ông bạn xem nghe không mệt mà tôi đọc đúng không? Mình sẽ cố gắng hết. Luận về sự đến của Đức Chúa Giê-xu Kít Chúa chúng ta và về sự chúng ta hội hiệp cùng Ngài thì ơi anh em xin chớ bối rối và kinh hoàng bởi thần cảm giả mạo hoặc bởi lời nói hay là bởi thơ nào tựa như chúng tôi đã gửi mà nói rằng ngày chưa đến gần. Mà ai dùng cách nào cũng đừng để họ lừa dối mình, vì phải có sự bội bỏ đạo đến trước và con người tội ác con của sự hư mất hiện ra, tức là kẻ đối địch tôn mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời hoặc người ta thờ lại rất đỗi ngồi trong đền Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời. Anh em há không nhớ khi tôi còn ở với anh em thì đã nói về những sự đó sao? Hiện nay anh em biết rõ điều ngăn trở nó, hầu nó chỉ hiện ra đúng kỳ nó mà thôi. Vì có sự mầu nhiệm của điều bồn nghịch tương hành động rồi, song đứng còn ngăn trở cần phải cất đi. Bây giờ kẻ nghịch cùng luật pháp kia sẽ hiện ra, Đức Chúa Giê-xu sẽ dùng hơi miệng Ngài mà hủy diệt nó và trừ bỏ nó khỏi bởi sự chói sáng của Ngài đến. Kẻ đó sẽ lấy quyền của ma quỷ, của quỷ Satan mà đến làm đủ mọi thứ phép lạ, dấu dị, việc kỳ, dối giả, dùng mọi cách phỉnh dỗ không công bình mà dỗ những kẻ hư mất, vì chúng nó đã không nhận lãnh sự yêu thương của lẽ thật để được cứu rỗi. Ấy vì thế mà Đức Chúa Trời cho chúng nó mắc phải sự lầm lạc, là sự khiến chúng nó tin điều giả dối, hầu cho hết thảy những người không tin lẽ thật, song trộm sự không công bình, đều bị phục dưới sự phán xét của Ngài. Với anh em yêu dấu của Chúa, còn như chúng tôi, phải với anh em tạ ơn Đức Trời không thôi, vì vừa lúc ban đầu, Ngài đã chọn anh em bởi sự liên thánh của Thánh Linh, và bởi tin lẽ thật đặc ban sự cứu rỗi cho anh em. Ấy cũng vì cớ đó mà Ngài đã dùng tin lành chúng tôi và anh em, đã anh em hưởng được sự vinh hiển của Đức Chúa Giê-xu Kít chúng ta. Với anh em thì vậy thì hãy đứng vững, hãy vâng giữ những điều dạy dỗ mà chúng tôi đã truyền cho anh em, hoặc bằng lời nói hoặc bằng thư từ của chúng tôi. Nguyện xin chính Đức Chúa Giê-xu Kít Chúa chúng ta và xin Đức Chúa Trời Cha chúng ta là đấng yêu thương chúng ta đã lấy ân điển Ngài mà ban cho chúng ta sự yên ủi đời đời và sự trông cậy tốt lành. Vậy hãy yên ủi lòng anh em, khiến anh em được bền vững trong mọi việc lành cùng mọi lời nói lành. Đây là thư tín Tê-sa-lô-ni-ca thứ hai của Phao-lô viết cho hội thánh. Ở đây chúng ta biết là lá thư này được viết cách đây hơn 2.000 năm. Cho nên lúc đó ông phải cảnh báo hội thánh là sao? Chúa Giê-xu chưa đến. Điều nói là nếu có bất cứ một người nào viết thư từ hay bất cứ một điều gì nói là Chúa đến ấy, thì đừng có tin. Bởi vì ngày của Chúa đến nó là một trình tự, chứ không phải là ai nói Chúa đến. Vì vậy câu hỏi đặt ra là ngày hôm nay tôi nói Chúa đến, Chúa gần đến, thì có bị trái ngược với đoạn kinh thánh hay không ạ? À, chúng ta phải cần xem xét. 2.000 năm trước thì nó không phù hợp, nhưng mà sau 2.000 năm chúng ta đã thấy nó phù hợp. Bởi vì sao? Bởi vì nó phải đi cùng với thời phó biểu của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu nói sao? Khi nào anh em thấy cái điều đó hiện ra, xảy đến thì phải biết rằng con Đức Chúa Trời gần đến.
Ngày đó chúng ta thấy điều gì xảy đến ạ? Giặc giã, đói kém, tật bệnh, loạn lạc, tranh chiến, lòng yêu mến của nhiều người sẽ nguội lạnh, tội ác sẽ gia tăng, và tin lành này về Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, thì bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Rồi, chúng ta nhìn thấy là chiến tranh, động đất, bất mùa, hoạn nạn đã xảy ra chưa? Đã xảy ra. Lòng yêu mến nó nguội lạnh đúng không ạ? Quá nguội lạnh đúng không ạ? Chúng ta thấy một thế giới vô cảm đúng không ạ? Đúng không? Dạ. Dạ, sự bắt bớ xảy ra. Rồi, tin lành sẽ được giảng ra khắp đất chưa? Đã gần xong rồi, anh chị em. Hơn 2.100 ngôn ngữ trên thế giới đã được dịch ra bởi Kinh Thánh, và không còn một ngóc ngách nào không được nghe tin lành đâu, bạn chị em. Như vậy, lá thư này hơn 2.000 năm trước nó sẽ không xứng hiệp phù hợp với thời điểm đó khi người ta biết. Nhưng mà với thời điểm chúng ta thì nó sắp tới chưa? Sắp tới rồi. Chúa Giêsu nói sao? Hãy xem cây vả, khi các ngươi thấy lá nó vừa nứt lợp thì biết rằng mùa hạ đang đến gần. Như vậy ngày hôm nay chúng ta đang đứng và đang thấy được điều tương ứng với sự dạy dỗ của Chúa Giêsu. Cho nên tôi giảng dạy Kinh Thánh là tôi phải tra với xem Chúa Giêsu, bởi vì nếu không tôi cũng là người giảng sai trật đi trước. Ông nói là sao? Mặc ai dùng cách nào thì đừng để họ lừa dối. Ông bảo là sao? Nếu anh em không nghe ai nói về sự Chúa đến và gần đến thì phải cẩn thận. Nhưng hôm nay chúng ta biết rồi không? Và trong này ông nói sao? Muốn biết rằng Chúa đến thì phải có hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất ông nói sao? Phải có sự bồi đạo. Điều kiện thứ hai ông nói là sao? Và phải thấy được công việc của ma quỷ đang bắt đầu. Chúng ta thấy sự bồi đạo đã diễn ra trong Hội Thánh chưa? Yeah. Dạ. Chưa bao giờ sự bồi đạo đã diễn ra trong Hội Thánh. Nhà thờ bây giờ người ta chấp nhận là sao? Mục sư chuyển giới cũng không sao. Đám cưới về người đồng tính ở giáo hội trường giáo Mỹ không vấn đề gì. Rồi Anh Quốc giáo, rồi Lutheran không vấn đề gì. Miễn là mục sư địa phương thấy thỏa mãn, muốn làm thì hãy làm điều đó. Chúng ta thấy khủng khiếp mà. Đó, sự bồi đạo đang diễn ra. Rồi bên Cali người ta nói sao? Mấy cái ông nhà thờ này phải đóng cửa hết. Nhóm thì là họ nói rất yêu thương, đi nhóm lúc hát thờ phượng vang những con virus của người bên cạnh. Phải nói đúng là một cái lý lẽ của quỷ dữ thật. Khi chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời, đứng hằng sống, đứng quyết định là sao ạ? Trong đêm xuất Ê-díp-tô ký đoạn 12, thiên sứ hành hại đi ngang qua, nhưng nhà nào có dấu của huyết của con thú, thì của con chiên, của con dê thì sẽ sao ạ? Không hề những gì. Và nếu Hội Thánh của Đức Chúa Trời nhóm lại ở dưới huyết của Chúa Giêsu thì có điều gì không ạ? Chả có điều gì xảy ra cả. Ở nhà trốn trong đó, Corona nó vẫn giết được mình. Đến Hội Thánh và thờ phượng bằng tấm lòng thật của mình á, không ai chết được, tôi đảm bảo bài chứ. Thờ phượng bằng tấm lòng thật đấy, yêu mến Chúa một con nào đó làm hại được mình. Vì vậy ông bà anh chị em hãy nhớ, sự bội đạo đang diễn ra ở trên thế giới này, và người ta đang cố gắng. Và chúng ta nhìn thấy những mục sư đã bán mình cho quỷ dữ và giao giảng những sứ điệp đặt mỗi người tin Chúa là trung tâm của vũ trụ và Chúa phải phục vụ họ. Chúng ta nhìn thấy không ạ? Chúng ta là tạo vật được Chúa thương xót thì phải sống với lòng biết ơn, phải thờ phượng. Thì đây người ta đặt là Cơ Đốc nhân, đặt những người tin Chúa là ngồi trên ngai, còn Chúa và các thiên sứ có nhiệm vụ là phục vụ những người này, phải ban phước cho họ, phải cho họ giàu có, phải cho họ là khỏe mạnh để còn tận hưởng những lạc thú ở trên đời này, phải cho họ giàu có để mua những đồ xa xỉ họ muốn, phải cho họ nhiều thứ sống lâu để hưởng nhiều cái vui thú trên trần đời này. Chúng ta nhớ một cái điều phỉ báng, một cái điều bán bổ xảy ra trong cái thế giới này và nó len lỏi vào trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Hôm trước tôi và anh Liêm và chị Hương xem một cái cảnh mà người ta làm phép bắt tem cho trẻ con đó, mọi người nhớ, mọi người về trên mạng sẽ nhìn thấy một ông, cái này thì không phải là mục sư, cũng không phải linh mục, vì giáo lý hay trưởng lão ở Mỹ thì mục sư nó là giống như là, tôi không hiểu là muốn gọi kiểu gì cho đúng,
ông cầm cái súng nước. Còn một bà mẹ thì bế một đứa trẻ đứng xa xa, vì trưởng lão với cả giáo lý họ bắt theo trẻ cho trẻ em còn nhỏ mà. Ông này ông cầm cái súng ông bắn, nên còn đứa bé đứng từ xa. Vì bình thường phải nhúng tay để làm lễ đâu, nhưng bữa nay Covid thành ra là ông mục sư cái ông hành lễ này, ông cầm khẩu súng. Thế còn bà mẹ bế đứa xa, còn ông bố đứng cạnh, còn bà mẹ bế đứa trẻ che cái mặt. Còn ông cầm súng ông bắn này, còn thì bắn nước thánh, không bình thường. Chúng ta không hiểu được. Kỳ quái thật ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời, nó vô tí đến nỗi như vậy. Muốn làm hình thức, muốn cho nó có vẻ, nhưng mà tại sao ạ? Không biết phải làm gì. Thành ra là ông mục sư đeo cái mắt thật to này, thằng bé nó cũng sợ, thằng đó cũng đeo một cái, ba mẹ cũng đeo một cái, ông cầm súng trông như khủng bố vậy, đeo cái mặt đạn, cầm một súng này. Không hiểu được điều gì nó diễn ra kỳ cục trong hội thánh của Đức Chúa Trời thật. Đức Chúa Trời đâu ở trong cái bối cảnh đó, đúng không? Sự bội đạo đã len lỏi vào trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Chúng ta nhìn thấy không? Người ta nói là bây giờ là phải tạo mọi điều kiện, phải có mát mẻ, phải có chăm sóc tốt, phải có dễ thương, phải nhiều dịu dàng thì siêu thị nhà thờ sẽ đông khách. Tức là mình phải làm tốt như siêu thị đó, phải có ban lễ tân tốt, phải có trông trẻ tốt, phải có mọi thứ tốt, thức ăn tốt. Và ông mục sư là đặc biệt là cả phải quý mấy đứa nhà trò, mấy đứa trẻ nhá, nó là Chúa đấy, ông mà làm vừa làm con cái tôi là chúng tôi sẽ đi nhóm đó. Họ biến nhà thờ thành siêu thị ông bà anh chị em, và rất nhiều ông mục sư cũng khổ vật lộn với điều đó và khổ. Tôi nói với vợ tôi là cảm ơn Chúa, không có việc gì làm, đi ra ngoài làm bưng đồ của mặc đồ nổ đâu có sao, đúng không? Tại sao phải chọn coi như là cái công việc tôn giáo để rồi là lấy đạo tạo đời khổ sở như vậy? Nhưng Chúa thì buồn lòng, mình và những người nghe mình đều đi xuống hỏa ngục, đi lừa dối người ta mà mình lừa cả người nghe nữa, được cái ích lợi gì đâu, đúng không? Vậy với hội thánh của Đức Chúa Trời, chúng ta phải tỉnh thức trong ngày hôm nay, những ngày cuối cùng này. Rồi, dấu hiệu của sự bội nghịch, tôi có thể nói một điều với bà anh chị em là Kinh Thánh là quyển sách mà vượt thời gian của bà anh chị em. Chưa bao giờ có một cuốn sách nào chỉ cần viết 50 năm trước thì bây giờ đã lạc hậu rồi, đúng không? Nhưng mà Kinh Thánh có thể nói là một cuốn sách vượt thời gian ra ngoài trên. Hơn 2.000 năm trước, Phaolô nói sao? Điều bội nghịch thường hành động rồi. Và bây giờ, sau 2.000 năm thì sao? Cái điều đó nó phải sao? Nó phải càng lớn hơn ông bà anh chị em. Và nếu chúng ta học hỏi một chút, tôi khích lệ ở Thánh nha. Phi-rơ nói như thế này. Phi-rơ là một người đánh cá. Và tôi chia sẻ với anh Liêm trong tầng 1 đó, từ câu 9, từ 5 đến câu 9, ông nói là thêm cho đức tin anh em lòng nhân đức, thêm cho lòng nhân đức sự học thức, thêm cho sự học thức. Ông nói sao? Thêm ít độ yêu thương, lòng yêu mến. Ông nói mà chúng ta làm điều gì? Ông nói chữ thêm ở đây. Thêm ở đây. Một người đánh cá mà ông nói sao? Thêm lên. Và ông nói sao? Khi anh em có đủ thì không ai bị vô dụng hết. Hội thánh của Chúa phải thêm lên sự học thức, phải đọc sách, đừng xem báo lá cải ông bà anh chị em. Đọc sách, mình đọc sách giúp con cái mình đọc sách. Chúng ta biết là tất cả những sách vở trên cuộc đời này, tuy nhiên mình lựa chọn sách nhé, không phải sách nào mình cũng đọc. Mình phải có một tiêu chí là mình là con cái Chúa, mình đọc những gì tinh kính. Đúng. Chúng ta biết là có những chương trình như vợ tôi đại học là ba ông giáo sư dùng 10 năm của cuộc đời mình nghiên cứu hơn 100.000 trường hợp để rồi họ viết những cuốn sách. Mình mua có mấy đồng thôi, mình đọc thì có phải là mình tiết kiệm được 10 năm không? 10 năm nghiên cứu, 10 năm đi kiếm 100.000 người. Khi mình đọc sách, mình sẽ hiểu được cái tri thức của mình nó gia tăng.
Khi mình đọc lịch sử, ông bà anh chị em, hội thánh của Đức Chúa Trời đừng chỉ đơn điệu cuộc đời của mình là đọc hợp đồng nào mình cũng biết, đọc cái bill trả tiền điện, tiền nhà, rồi là bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà, cái gì mình cũng dành, cái đó là không đủ. Phải đọc về thế giới của chúng ta, phải mở mang cái trí thức của mình, coi thử xem lịch sử đã nói gì. Trong lịch sử nói rằng sự bội nghịch, bí mật của điều bội nghịch đã hành động rồi. Không phải bây giờ ma quỷ mới hành động, không phải anh chị em. Trước đó ma quỷ đã hành động rồi. Và lịch sử của nhân loại đem chúng ta nhìn thấy là sao? Tại sao con người càng ngày càng ác nghiệt như vậy? Và chúng ta nhìn thấy lịch sử nhân loại nói với người ta sao? Người ta đang nỗ lực là sao? Phát triển về kinh tế này, phát triển về khoa học này, phát triển về chính trị này, phát triển về ngoại mặt. Để cuối cùng là sao? Là không cần Đức Chúa Trời, con người cũng xây được thiên đàng trên đất. Cho nên nếu chúng ta nghiên cứu lịch sử, chúng ta đọc sách, chúng ta thấy là con người nó có nhiều cái điều tưởng như là khôn ngoan. Mà trong Timôthê thứ nhất đoạn 6 câu 20 đến câu 21, ông Phaolô cũng dặn đó là ngụy xưng, tri thức ngụy xưng mà gọi là tri thức. Vì tất cả những gì thuộc về con người đang vẽ vời lên trên đất này, nó chỉ muốn nói rằng sao? Không cần có Đức Chúa Trời. Chủ nghĩa cộng sản nói rằng không cần Đức Chúa Trời, họ sẽ xây thiên đàng trên đất này. Khi mà thống nhất hết, không còn ai sở hữu điều gì, người ta sẽ xây thiên đàng trên đất này. Chúng ta nhìn thấy người ta xây dựng lên các thể chế chính trị cộng hòa một cách khôn ngoan, nói rằng với họ, họ sẽ cai trị thế giới này khôn ngoan. Khước từ đi một đường lối cai trị duy nhất, đó là thần chủ thế giới này cai trị bởi Đức Chúa Trời. Người ta không muốn, người ta nói họ sẽ có nền thể chế cộng hòa, sẽ có dân chủ, sẽ có xã hội chủ nghĩa, sẽ có mọi thứ để không cần Đức Chúa Trời. Họ nói rằng họ sẽ tiến bộ hơn Đức Chúa Trời, họ sẽ giỏi hơn Đức Chúa Trời, họ sẽ sắp đặt cái trật tự thế giới này. Và chúng ta nhìn thấy rất nhiều cái gọi là thành tựu của con người đó loại trừ Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta biết sao? Hơn 2.000 năm trước, Phaolô đã nhìn thấu rõ bản chất của con rắn là con đất trườn từ vườn Eden, trườn theo các dấu chân của con cái Adam và Eva để hủy phá họ. Cho nên Phaolô nói rằng là cái điều mầu nhiệm bí mật của điều bội nghịch ấy, nó đã có từ ngàn xưa và nó vẫn đang len lỏi đến ngày hôm nay. Cho đến hội thánh đầu tiên của Chúa Giêsu thì nó cũng xui dục cho người ta nói rằng là sao? Ông này là Chúa cứu thế, ông kia là Chúa cứu thế, không phải Chúa Giêsu là độc, ngài không phải độc quyền cứu thế đâu. Người A, người B, rồi làm cách mạng để cứu thế giới này, rồi là thay đổi mọi sự. Và Phaolô nói sao? Điều bí mật của điều bộ nghiệp tương hành động rất là rõ ràng. Đến chuyện xa, vì từ hội thánh đầu tiên, lúc ông Phaolô viết thư cho đến năm nay là hơn 2.000 năm. Nếu chúng ta đọc cả lịch sử đấy, nó mất thời gian. Được, cái đó tôi không thể nói được hết hôm nay. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng Chúa cho chúng ta có cái não bộ này, phải đọc hơn những gì mình đang đọc ông bài trẻ. Đừng xem báo lá cải. Báo lá cải là để bán quảng cáo, để đưa tin tức giật gân thôi. Hãy đọc tri thức, hãy đọc điều thánh thiện, hãy đọc tốt lành. Ví dụ chúng ta đọc cuốn sách có tên là Bác sĩ là chính mình, thì đúng là trong không có Chúa, người ta không nói là Chúa, nhưng người ta nói sao? Cơ thể của chúng ta là một cỗ máy hoàn hảo của Thượng Đế, chỉ cần mình quan tâm đến nó và lắng nghe nó và hỗ trợ nó ăn uống đúng và làm mọi điều vui vẻ cho tâm thần của mình, thì Kinh Thánh nói sao? Lòng vui mừng là phương thức hành trí nào sợ làm cho xương cốt khô héo. Rồi mình không thù giận, không ghét bỏ, rồi mình ăn uống theo đúng luật pháp của Chúa chỉ định, thì mình không cần bác sĩ. Thì những cuốn sách đó đâu phải là Kinh Thánh đâu, nhưng họ nói về những gì Đức Chúa Trời làm. Thì cái sự gia tăng hiểu biết của mình nó cần phải được có ở trong tâm trí của mình. Mình phải đọc sách. Rồi mà nói với các người phụ nữ thì sao? Hóc môn của chúng ta là một bản hòa tấu. Mình làm mọi điều hài hòa, nhịp nhàng. Chúng ta khỏe mạnh, tươi trẻ, mạnh mẽ. Chúng ta cũng sống 90, nhưng mà thỏa lòng sống lâu. Cảm ơn Chúa. Đó là tri thức mà Chúa muốn hội thánh cũng phải hiểu được rằng khám phá ra công việc của Ngài
chứ không phải là chúng ta chỉ là cứ lẩm nhẩm nói những lời thuộc về tôn giáo mà không khám phá gì Ngài. Ngài giao cho Adam là trồng và giữ vườn. Đó là chúng ta cần phải thay đổi. Tôi muốn nhắc như vậy để chúng ta ham đọc sách. Hãy mua sách, sách rất rẻ. Rẻ lắm ông bà anh chị em. Nhiều khi là sale khoảng 1/3, rất rẻ. Nhưng những cái sách đó ích lợi cho chúng ta, mở mang cái suy nghĩ của chúng ta. Các nhà khoa học càng khám phá, họ càng biết rằng có Đức Chúa Trời. Chứ mình đâu cần ngồi cãi, Chúa của tao làm nên tất cả. Nhưng mình nói rằng đúng, Chúa của tôi làm nên tất cả. Mình trích Sáng Thế Ký đoạn 1 ra, mình nói Chúa làm tất cả. Và mình cho người ta thấy Chúa làm nên như thế nào. Chứ không phải là mình bênh Chúa rồi mình cứ nói, mình cứ nói mà mình chẳng hiểu gì về điều đó cả. Đúng không? Thêm cho đức tin, anh em. Sự nhân đức, thêm cho nhân đức. Sự học thực. Đó là chúng ta cần học. Rồi bây giờ trở lại, anh tôi sợ là đi làm rồi mất. Trở lại cái điều mà chúng ta cần thấy này, đó là sự một nghịch. Tôi ước ao là sẽ có một ngày nói với ông, nói với hội thánh của Chúa một bài học rất là quan trọng, nhưng mà nó cần rất nhiều thời gian hơn một chút. Đó là nguồn gốc của các tôn giáo, và chúng ta hiểu được tôn giáo Babylon nó đã khởi điểm từ sau khi con của Noe, nó đến ngày hôm nay đang như thế nào. Nhưng mà sẽ hẹn mọi người là người khác. Nhưng mà tôi đang muốn chúng ta nhìn hôm nay, nhìn vào tại nước Mỹ để thấy điều bộ mình đang hành động rồi. Nói xa châu Âu nó xa xôi quá, mất thời gian. Và mình chưa ai châu Âu, một vài người đã qua thôi. Nhưng hôm nay chúng ta nói tại Mỹ này, chúng ta thấy tại Mỹ này một thực tế điều bội nghịch của ma quỷ đang hành động. Muốn biết nó như thế nào, chúng ta chỉ cần bật TV lên, nhìn vào hệ thống truyền thông của nước Mỹ, giải trí của nước Mỹ, chúng ta sẽ thấy ngay, đúng không ạ? Ngày xưa người ta ép không nghĩ đến cảnh mà hôn nhau ở trên phim ảnh thôi cũng là điều mà người ta ngần ngại. Bây giờ chúng ta thấy không? Người ta không còn tiếc, không còn sợ, không còn muốn một cái điều gì mà họ không sợ, không mang lấy cả. Và những khi tôi nói với vợ tôi là tại sao cái điều mà nó cần ở trong nơi kín đáo, chỉ có, tôi nói xin lỗi, chỉ có con vật nó mới làm cái việc đó bên ngoài. Bây giờ là mang lên màn hình như là một sự giải trí, rồi nhìn vào đó, rồi vui thích. Thật là khủng khiếp, đúng không ạ? Đó không phải là điều nhơ nhớp bội nghịch. Bằng cách nào nó đi vào nước Mỹ này? Chúng ta biết nước Mỹ là một đất nước khởi nghiệp của tìm kiếm. Nhưng tại sao ngày hôm nay Hollywood, một con quỷ của dâm dục, một con quỷ của bạo hành, một con quỷ của ấu dâm, tất cả đều là một Hollywood. Chúng ta thấy tất cả những người mà người ta ngưỡng mộ đấy, ca ngợi đó, trầm trồ đó, đều là những con quỷ ở trong Hollywood. Ông bà chị em tìm xem Hollywood hiện tại có một người nhân, một người đạo đức nào tại đó không? Hãy nhìn xem tại đó. Có những kẻ đóng những bộ phim nhân đức, nhưng mà nhìn vào cuộc đời của chúng nó đấy, ấu dâm này, lạm dụng này, chèn ép người khác. Hãy nhìn vào giải trí, hãy nhìn vào báo chí, hãy nhìn vào giáo dục của nước Mỹ. Chúng ta sẽ thấy một chút thôi, mọi người sẽ xem làm cách nào mà ma quỷ đã khiến cho nước Mỹ đi xuống như vậy. Tôi muốn nhắc lại, hãy đừng thích nước Mỹ, hãy yêu nước Mỹ và cầu nguyện cho nước Mỹ. Nước Mỹ là mảnh ghép cuối cùng mà ma quỷ sẽ tấn công. Nước Mỹ là trận chiến cuối cùng của tà ác và sự tốt lành. Nước Mỹ là trận chiến cuối cùng đồng bài chèm. Châu Âu đã đầu hàng rồi. Châu Âu bây giờ đã buông thả hết cỡ rồi. Châu Âu là không còn bất cứ một giới hạn nào giống bài chèm. Thông tin mình sang Amsterdam, thủ đô của Hà Lan, nơi có một bức tượng vinh danh gái mại dâm, giống như là người khai quốc vậy, giống như là người lập quốc của nước Mỹ vậy. Rồi chúng ta nhìn thấy
trong cái hội nghị thượng đỉnh NATO 2017, khi chụp đệ nhất phu nhân thì tự nhiên thấy một ông được dựa đứng trên đó, râu ria cơ bắp, hóa ra là phu nhân của thủ tướng Mỹ. Vì ông thủ tướng Mỹ ông cưới một cái tay đồng giới, thành ra khi ra mắt dàn phu nhân, đệ nhất phu nhân thì có hắn ta đứng vào thôi. Mình nhìn thấy bà Ivanka thôi, tất cả mọi người đang đứng đó mình sốc luôn, thấy không, đàn ông đứng đó. Chúng ta nhìn xem, châu Âu là đầu hàng rồi, còn Mỹ là mảnh đất cuối cùng. Và mảnh đất cuối cùng này, Hội Thánh phải có trách nhiệm cầu thay cho nước Mỹ này. Đừng chỉ yêu Mỹ, đừng chỉ thích Mỹ, thích lắm, tiền Mỹ ai cũng thích mà. Đúng không? Hãy yêu nước Mỹ. Bởi vì nếu chúng ta không yêu nước Mỹ và không cầu thay cho nước Mỹ đấy, con cái của chúng ta sẽ bị ăn nuốt ông bà anh chị em. Hãy nhìn vào đi, hãy nhìn vào giáo dục đi, hãy nhìn vào tất cả mọi việc đi, hãy nhìn vào thực phẩm đi, hãy nhìn vào Big Fam đi, hãy nhìn vào Big Tech đi. Là các cơ quan truyền thông đại chúng của nước Mỹ rất là lớn, các tập đoàn lớn này, hãy nhìn vào 10 hãng dược phẩm lớn nhất thế giới này đang kiểm soát con người là thế nào. Chúng ta biết rằng người ta nhào là bóp méo, đáng nhẽ không phải cả 100.000 người Mỹ tử vong đâu, chỉ vì cái sự gian tham của hệ thống những cái tập đoàn dược phẩm của nước Mỹ này mà hàng 100.000 người đã bị mất mạng đâu mà anh chị em. Sự dối trá của họ để độc quyền cung cấp vaccine, họ khước từ những cái giải pháp có thể chữa chạy được. Đừng ngồi đó chỉ thích nước Mỹ rồi tưởng rằng nhà ta cứ ở đóng kín cửa lại, mua nhiều đồ ăn rồi mình trốn ở trong này, mình sẽ thoát được đâu, không thoát được đâu anh chị em. Ngày hôm nay chúng ta không làm gì, không ý thức được điều muộn nghìn cái hành động của nước Mỹ đó, và không có một lời cầu nguyện đó. Và điều quan trọng nữa mà người biết không? Không ẩn nấp ở trong Chúa đó, chúng ta sẽ chết ngay. Nước Mỹ được biết đến bởi hai điều tốt lành, đó là bản tuyên ngôn độc lập và hiến pháp. Thomas Jefferson, tác giả bản tuyên ngôn độc lập, viết: tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, tạo hóa và ban cho những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy là quyền được sống, quyền tự do và quyền nhu cầu hạnh phúc. Jefferson đã viết rất rõ ràng: người mà chúng ta phụ mệnh, niềm tin tối hậu của chúng ta về đấng tạo hóa, rằng các quyền của chúng ta đều đến từ Ngài, rằng chính phủ này được thành lập để chỉ bảo vệ tất cả các quyền đó. Chúng ta có thể tin rằng bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ đã đặt đấng tạo hóa lên hàng đầu. Tôi muốn chúng ta xem và chúng ta thấy là từ một nước Mỹ tốt lành với những người cha lập quốc và nước Mỹ ngày hôm nay, để chúng ta bắt đầu thấy đau xót trong lòng của mình về cơ nghiệp của Đức Chúa Trời đã bị vấy bẩn như thế nào, và chúng ta tỉnh thức. Khi hội nghị lập hiến chìm trong sự bất đồng và có nguy cơ tan rã mà chưa hoàn thành công việc, nghị sĩ Benjamin Franklin, người in hình trên tàu 100 đô đó, đã trích dẫn Thi Thiên và sách Phúc Âm kêu gọi hội nghị cầu nguyện bằng bài phát biểu đầy cảm động: làm sao điều đó có thể xảy ra khi chúng ta chưa từng có suy nghĩ hạ mình và cầu khẩn Ngài để soi sáng sự hiểu biết của chúng ta vào lúc bắt đầu cuộc tranh luận với Vương quốc Anh. Khi chúng ta cảm thấy nguy hiểm, chúng ta đã cầu nguyện mỗi ngày trong căn phòng này để xin sự bảo vệ của Thiên Chúa. Tôi thấy một lẽ thật là Chúa cai trị công việc của con người, và nếu một con chim sẻ không thể rớt xuống đất mà không ở trong ý muốn của Ngài, thì liệu một đất nước có thể hưng thịnh mà không bởi sự giúp đỡ của Thiên Chúa? Chúng ta thấy những người cha đầu tiên của nước Mỹ không ạ? Họ đã xây dựng nước Mỹ này trên sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Hiến pháp của chúng ta chỉ được thực hiện bởi những người có đạo đức và đức tin. Tôi không có quan chính trị,
Nhưng tôi muốn nói với hội thánh, hãy đứng về những người đứng cùng Đức Chúa Trời. Tổng thống Donald Trump từng nói, chừng nào còn có Thiên Chúa, chúng ta sẽ không bao giờ đơn độc. Dù bạn là người lính đứng canh, đứng gác ca đêm, hay người cha, người mẹ đơn thân làm việc ca đêm, Thiên Chúa sẽ luôn ban cho chúng ta niềm yên ủi, sức mạnh và sự khích lệ. Chúng ta cần phải tiếp tục tiến lên. Đừng nói với tôi là Cộng hòa hay Dân chủ. Hãy nói với tôi, người lãnh đạo đất nước nào, lãnh đạo đất nước thờ phượng Thiên Chúa và đặt Ngài lên trên, hãy ủng hộ người đó. Hãy đứng cùng những người bảo vệ di sản của nước Mỹ. Và ngày hôm nay chúng ta nhìn lại rồi, chúng ta thấy nước Mỹ đã đi xuống rồi. Nước Mỹ không phải là ở dưới Đức Chúa Trời, mà nước Mỹ ở dưới các thần của bà anh chị em. Mình không thấy đau lòng sao? Mình không thấy sự bội nghịch đang hành động ở trên đất nước này sao? Đừng thờ ơ. Bởi vì đã có một thời người ta thờ ơ, cho nên cơ nghiệp của Đức Chúa Trời đã ra thê thảm như ngày hôm nay rồi. Vì khi Chúa chúc phước cho đất nước Mỹ lại thịnh vượng, thì người ta đã quên mất Thiên Chúa. Và rồi khi nhân danh sự tự do, người ta đã phóng túng. Và ngày nay nước Mỹ đang nhìn thấy cảnh trạng của chính mình, bởi vì hàng trăm năm trước đã quên đi điều này. Ngày hôm nay chúng ta ngồi trong căn phòng này, đừng thờ ơ nữa. Thờ ơ với nước Mỹ, thờ ơ với cơ nghiệp của Đức Chúa Trời, chính chúng ta sẽ đào mồ chôn con em của chúng ta. Cái ác đó, điều xấu xa và tệ hại đó, dù chúng ta chôn nó xuống đất và lấp thật dày đất lên và cố gắng nói rằng nó không tồn tại, tin tôi đi, nó vẫn đang mọc mầm đó. Và chỉ cần chúng ta ngoảnh mặt đi một chút thôi, nó sẽ thành một cây to mà lúc nào chúng ta không biết đâu. Ngày hôm nay chỉ mê mải ăn gì, uống gì, kiếm gì, rồi là vơ vào cho mình chẳng quan trọng gì đức tin. Đi nhà thờ là cầu nguyện để cho con mình được học giỏi, được khỏe mạnh. Tôi nói xin lỗi ông bà anh chị em, yêu Chúa chỉ vừa đủ đấy, thích Chúa chỉ vừa đủ đấy, sẽ có ngày mình hối không kịp đâu ông bà anh chị em. Nhưng đây mới là điều tôi muốn hội thánh thấy trong buổi chiều hôm nay. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất là thứ hai, đoạn 2 này cho chúng ta một bí mật. Đó là có những người được chọn và có những người bị bỏ lại. Mình xem người được chọn nhé. Người được chọn chưa nói sao? Trong câu 13 này. Hỡi anh em yêu dấu của Chúa, còn như chúng tôi phải vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời chúng tôi. Vì lúc ban đầu Ngài đã chọn anh em bởi sự liên thánh của Thánh Linh, và bởi tin lẽ thật đặng ban sự cứu rỗi cho anh em. Ông nói về ngày mà quỷ dữ sẽ hiện ra, nhưng ông cũng nói về có những người được chọn ở trong đó. Chúng ta sẽ hôm nay nhé, mình sẽ tập trung vào để mình biết là mình ở trong danh sách nào, đơn giản thôi đúng không? Sẽ có người được chọn và người đi bỏ. Thế nào là người được chọn? Có phải Đức Chúa Trời chơi xuất sắc không ạ? Không hề. Chúng ta phải nhớ nhé. Nhi hôm nay làm chứng cho chúng ta biết không phải là người được chọn, bởi vì là tự nhiên Chúa chọn Nhi. Đức Chúa Trời trong cái nhìn đời đời, Ngài thấy ai là người sẽ đáp ứng. Sự lựa chọn của Đức Chúa Trời không phải là Ngài chơi xúc sắc để tung ra rồi trong phòng này có mấy chục đứa nào may đứa được, không phải không? Tôi nói lại cho ông bà xem biết, sự lựa chọn của Đức Chúa Trời là bởi vì Ngài không là con người, mà Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài thấy quá khứ, hiện tại và tương lai. Cho nên Ngài chọn người ta bởi vì người ta có một tâm lòng đáp ứng. Ê-phê-sô đoạn 1 nói sao, từ câu 4 đến sao? Trước khi tạo dựng nhân trời và đất. Cho nên ngày hôm nay chúng ta ngồi đây đó, mà lòng còn ngoài lạnh với Chúa đó, thì xin thưa với ông bà anh chị em, ngày hôm nay không thích Chúa, tương lai cũng vẫn không thích Chúa. Trong công vụ các sứ đồ, đoạn 13 câu 22,
Chúa nói sao? Ta đã tìm thấy David, người theo lòng ta. Có người nói với tôi là thanh niên, một số người nói chúng tôi là thầy cô thiên vị, favor người này, favor người kia. Hóa ra Đức Trời cũng thiên vị sao? Huyên từ Baltimore 1 tiếng rưỡi cho đến 2 tiếng mỗi 2 tuần một lần vẫn gặp tôi ở Eden, trời nóng như vậy ngồi cái bàn bên ngoài học kinh thánh, cầu nguyện cùng nhau. Tôi phải vào đây không phải, bởi vì sao? Huyên nó đáp ứng với lời Đức Trời. Có phải Huyên favor tôi, favor Huyên không ạ? Không phải, bởi vì nếu anh em không đáp ứng làm sao tôi nói được điều gì? Không lẽ tôi ngồi ra nói chuyện bóng đá thời trang? Leon và Huyên 2 tuần một lần gặp tôi ở tại Eden. Tôi chẳng favor ai cả, tôi chỉ favor người hẹn Chúa. Đức Chúa Trời ngài cũng vậy thôi. Có những người chúng tôi hẹn, họ đã ở bận lắm, lý do là lý do kia để không cần hẹn. Đơn giản như vậy. Đức Chúa Trời như lời Smith Wigglesworth nói, ngài vượt qua hàng triệu người chỉ đến với một người. Cho nên lòng chúng ta không đáp ứng ấy, chả có điều gì xảy ra cả. Nhưng nếu lòng chúng ta đáp ứng, năm đầu tiên tin Chúa là đi cho vui, nhưng đến năm thứ hai nhi tin Chúa thật được. Khi tin Chúa thật thì sao? Đức Chúa Trời ngài mới hành động. Đi nhà thờ 25 chả làm cho Chúa coi như là phải mảy may xúc động trong lòng của vài anh chị em. Người đàn bà đến bên chân của Giê-xu, nài xin mấy mảnh vụn trên bàn rớt xuống. Chúa bảo là sao? Người này có đức tin lớn hơn tất cả những người Israel. Cái lòng của mình không bán chen, còn cứ ngồi đó thờ ơ với Chúa, yêu Chúa, gọi là kiểu mình khôn mà mình muốn chơi là mình hai tay vừa có thiên đàng vừa có trần gian cho mình chơi nước đôi với Chúa. Rồi mình nói là tại sao Chúa ông mục sư ông phơi phơ người này người khác, rồi là Chúa cũng không có đói đến con. Ngày hôm nay tôi có thể nói không chỉ với thanh niên, với tất cả những người khác, hãy yêu Chúa đi, hãy yêu Chúa đi, thì Kinh Thánh sẽ sao? Ngài sẽ khiến cho ngươi được ơn trước mặt ngài và trước mặt người tao và anh chị em. Không yêu Chúa mà đòi phải chăm sóc tôi nhé, phải thăm viếng tôi nhé, phải nhé. Tôi nói thật, nếu tôi dành thời gian đó, tôi gọi điện, chúng tôi mọi người biết chăm sóc cá nhân vợ chồng tôi làm rất là nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì người ta yêu Chúa. 3 giờ sáng có sao đâu, 5 giờ sáng có sao đâu, học được giờ nào Chúa giúp giờ đấy, tôi ngại ngần gì đâu. Nhưng mà không yêu Chúa, tôi nói thật, không phải nói bài trên đau lòng đâu. Không yêu Chúa, tôi sẽ dành cái năng lượng đấy cho người khác. Tôi không có favor, nhưng mà tôi đang làm việc người mà Chúa yêu họ, Chúa chọn họ. Hà cớ gì mà tôi lại không cho một mảnh đất mà Chúa Giêsu nói sao? Đất tốt mà lại phải đi chọn cái bụi gai, rồi đường bê tông, rồi là chọn sỏi đá. Nếu là người khôn ngoan, anh chị em là người đầu tư, anh chị em cũng biết đúng không? Đức Chúa Trời là nhà đầu tư khôn ngoan. Ngài cũng chẳng mất công đi đầu tư vào tấm lòng hâm hầm ngồi lại, rồi ngồi đó hoạch mẹ Chúa. Tại sao ngài không làm thế này? Tại sao ngài không làm thế kia? Nội việc Chúa cho mình gia nhập hội thánh của Đức Chúa Trời đó, hãy ngợi khen Đức Chúa Trời. Vì cả thế giới này đều xa xuống như mưa từ trời, đó là rơi tự do xuống hỏa ngục. Nhưng mà ngài chiều mình ra, ngài cho mình cơ hội nghe tin lành và có người nói về đạo cho mình đó, có người giúp mình sẵn sàng dạy kinh thánh cho mình đó. Đó là ân huệ của ngài đó. Hãy ngợi khen ngài đi chứ ngồi đó là chất vấn nè. Trong này mình nhé. Câu 9. Để nói về ma quỷ nhé.
Kẻ đó sẽ lấy quyền của quỷ Satan và hiện đến làm đủ thứ phép lạ, giống gì và việc kỳ dối giả, dùng mọi cách phỉnh dỗ công công mình và dỗ những kẻ hư mất, vì chúng nó đã không nhận lấy sự yêu thương của lẽ thật để được cứu rỗi ấy. Vì thế mà Đức Chúa Trời cho chúng nó mắc phải sự lầm lạc, là sự khiến chúng nó tin điều giả dối, hầu cho hết thảy những người không tin lẽ thật, song chuộng sự không công mình, đều phục dưới sự phán xét của Ngài. Wow, mình thấy khủng khiếp ạ. Mình yêu Chúa thì Chúa đem lời của Ngài đến, Chúa đem sự bảo vệ, Chúa đem sự dạy dỗ đến. Còn mình chán Chúa thì Chúa cho mình sao? Tin điều giả dối của anh chị em. Mình thấy khủng khiếp không ạ? Khi mình khước từ Chúa đấy, tâm trí mình đã bị đóng lại, mắt lòng của mình mù lòa, không thấy Chúa. Cho nên là ma quỷ nó nói điều giả dối là mình nghe. Mình nghe để rồi mình theo nó, và cuối cùng mình bị bỏ lại, bị bán theo con bà anh chị em. Còn như anh chị em vừa lúc từ ban đầu là người được chọn của Đức Trời. Mình thấy rõ ràng không? Rất là rõ ràng. Roma đoạn 2 câu 7 nói sao? Những ai đầy tôi đọc luôn, trong bà anh chị em yên tâm. Đã, mất thời gian một chút nhưng mà ai bền lòng làm lành, tìm sự vinh hiển, sự tôn trọng và sự chẳng hề chết thì báo cho sự sống đời đời. Chúng ta có tìm đúng không ạ? Chúng ta có bền lòng đúng không ạ? Ai bền lòng làm lành, tìm sự vinh hiển, sự tôn trọng, sự chẳng hề chết thì báo cho gì ạ? Báo cho sự sống đời đời. Đức Chúa Trời không phải bất công mà. Không hề. Còn ai có lòng chống trả, không vâng phục lẽ thật mà vâng phục sự không công bình thì báo cho họ cơn giận, sự giận và cơn phẫn nộ. Như vậy Roma đoạn 2 câu 7 cho chúng ta một điều rất rằng: ai bền lòng làm lành, tìm sự công bình, sự tôn trọng, sự chẳng hề chết thì báo cho sự sống đời đời. Mình thấy cảm ơn Chúa không? Có phải ông mục sư cấp cho mình giấy và thiên đàng không? Tôi có giấy chứng nhận bắt tên mà. Mục sư tổng hội trưởng đó, cái này là thư dứt nữa nè. Ai bền lòng làm này, tìm kiếm sự công bình, sự công chính, sự chẳng hư nát, sự sống đời đời, báo cho là sự sống đời đời. Vì vậy hỡi thánh của Đức Chúa Trời, đừng tự lừa dối mình. Ngày hôm nay phải nhớ rằng Thessalonica nói rằng sự bỏ đạo có rồi đúng không? Điều bộ mình đang hành động chưa? Đang hành động rồi. Vì vậy là hỡi thánh của Đức Chúa Trời, mình còn đi dạo đúng không ạ? Mình phải sửa soạn. Nhưng có một tin buồn, đó là người bị bỏ đạo vẫn không nghe và không hiểu. Nhưng có một tin tức tốt lành, người được chọn của Chúa nghe lời của Chúa, được tỉnh thức và thay đổi. Cảm ơn Chúa đó ông bà anh chị em. Tôi muốn nói như vậy để ông bà anh chị em hiểu được rằng hôm kia tôi ngồi nói chuyện với cả anh Liêm và những người khác, tôi nói điều đau đớn nhất trong lòng của tôi là tôi nói với một thánh điều tôi biết là rất thật nhưng mà không vẽ nó thành hình được, vì cái này nó thuộc về tâm linh của người ta, về sự mở mắt và dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Nói về hoàng mục, ta nói ở hoàng mục là có giống cái bếp ga nhà em không, nó không vẽ được. Nhưng mà khi mình bởi sự chỉ dẫn của lời Chúa và mình nhìn xã hội này thì mình hiểu được rằng nó đang đi đến cơn đau chuyển ra và sự thành tựu của Đức Chúa Trời. Mình biết điều này nhưng mình không cách nào để có thể nói cho họ hơn được, là vẽ một cái tranh cái gì cụ thể có thể cầm nắm được. Mục sư nói cái xe là người ta thấy cái xe là người ta biết ngay cái xe này tốt, cái xe này xấu. Nhưng nói về sự sống đời đời ấy, ôi cha, người có người nghe còn không thì ngáp ngắn ngáp dài cũng nghe được. Hôm nay mục sư ông nói dài quá, tôi rằng rất là ngoài điều. Hãy về nhà và được thực thức trong lòng của mình. Thessalonica 2 nói với chúng ta như vậy. 2000 năm trước ấy, hội thánh học ung dung vì chưa có gì cả. Nhưng 2000 năm nay ông nói sao? Phải có điều bội đạo diễn ra và bí mật của điều bộ mục tiêu hành động. Một ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy không? Nước Mỹ
là một cơ nghiệp được bởi những người cha lập quốc. Nhưng ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy nó kinh khủng không ạ? Hôm qua anh Cường thách cho tôi một cái thách ở Portland đó, người ta đốt kinh thánh. Đốt kinh thánh ông bà anh chị em, đốt cờ Mỹ, đốt kinh thánh. Người ta muốn thách thức là gì? Đốt kinh thánh đó, tụi bay làm chi được. Rồi truyền thông thổ tả đã đưa lên nó giống như là rất là thoải mái. Mình thấy một sự bám bổ. Hãy nhớ là lời của những người đầu tiên, những người cha lập quốc, họ tôn thờ Thượng Đế, họ tôn thờ đấng tạo hóa, đặt ngài lên trên hết. Mà bây giờ tụi nó đốt kinh thánh. Mình thấy một hình ảnh hoàn toàn khác biệt với nước Mỹ đúng không ạ? Và đó là lý do hội thánh phải nhớ giữ lấy mình, con cái của mình, cầu thay cho nước Mỹ này. Tôi nói vui, tôi bảo trên cái tờ 100 đô của nước Mỹ rồi các tờ tiền nó có từ là in God we trust. Và có lẽ không biết lúc này cái God ở trên cái tờ đó là Chúa nào không biết. Có khi là đồng đô la vạn 500, người ta nhìn thấy không, tôi thờ Chúa, in God we trust, tôi cũng cầm tờ tiền giơ lên này không. Nhưng mà Chúa này có phải Đức Chúa Trời đâu ạ? Không hề, không phải anh em. Đây không phải Đức Chúa Trời đâu. Đây là đồng đô la vạn năng. Còn Đức Chúa Trời toàn năng đã bị người ta thay thế rồi và anh chị em. Nhưng là người đồng chọn của Đức Chúa Trời đó, phải nói trong lòng mình: ta và cả nhà ta phục sự Đức Giê-hô-va. In God we trust, trong tấm lòng này. Và đây là tin tức tốt lành cho những người đồng chọn của Chúa. Trong Khải Huyền đoạn 7 câu 3 là Chúa, thiên sứ của Chúa chuẩn bị giáng thành hồ xuống đất, thì Chúa nói sao? Hãy khoan, chờ ta đóng dấu tất cả những lựa chọn trên trán của ta đã, dân ta đã. Và đó là Khải Huyền đoạn 7 nói sao? Chúa nói thiên sứ là đừng có làm hai đất và hai biển, hai trời, chờ đến khi đóng được dấu trên trán của những người được chọn. Hallelujah. Nước Mỹ này có thể đi xuống, có thể rơi tự do, nhưng những người được chọn của Chúa thì sao? Không rơi xuống cùng với những người đâu. Hãy nhớ là như vậy. Làm tôi biết ơn Chúa. Khi mà hôm trước tôi nói mọi người, mỗi một ngày thì con gái nhỏ của mình, tôi nói Chúa ơi, nó sinh ra trong một thế giới không còn tốt đẹp. Nhưng mà khi tôi đọc lời của Chúa, Chúa yên đủ tôi là sao? Ngài sẽ gìn giữ những người được chọn của Ngài. Ngài sẽ cứu chữa chúng ta ở trong phiêu thứ nhì đó bài xem. Nếu Ngài biết cứu chữa giáp là người hàng ngày sống trong thành Sodom Gomorrah, đau đớn trong lòng công bình của người của mình vì sự ăn ở của bọn gian tà kia, thì Ngài biết cứu chữa những người công bình. Và nếu Ngài biết cứu Noe, Ngài cứu Noe, Ngài cứu Lót, Ngài sẽ cứu chúng ta là người. Và rồi trong Cũng Khải Huyền đoạn 3 câu 10, Chúa nói sao? Ta sẽ gìn giữ con khỏi giờ thử thách là giờ trải qua trên khắp cả thế gian, bởi vì con đã gìn giữ lời nhịn nhục của ta. Hallelujah. Ôi tôi nói Chúa ơi, cảm ơn Chúa. Nước Mỹ này nó sẽ rơi xuống, thế giới nó sẽ rơi xuống, nhưng vì chúng con yêu lời của Ngài và gìn giữ lời nhịn nhục của Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ chúng con khỏi giờ thử thách mà mọi người trong thế gian đều chịu. Ôi biết bao nhiêu lời hứa của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ bảo vệ dân của Ngài. Xin mời chúng ta cùng đứng lên. Hãy biết ơn Ngài, hãy thờ phượng Ngài và hãy cầu nguyện. Bởi lời cầu nguyện của chúng ta cho đất nước này. Và hôm nay tôi muốn nói, tôi không có thịnh vượng nào hết. Tôi chỉ yêu người yêu Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời cũng vậy, Ngài yêu người kính sợ Ngài. Đức Chúa Trời yêu kẻ kính sợ Ngài khác là cha thương xót con trai một của mình. Muốn Đức Chúa Trời yêu mình hay yêu Ngài? Chứ đừng yêu mình, yêu mình quá, sai phái Chúa rồi sai cả thiên sứ của Chúa phục vụ mình.
Cái đó là cái lầm lẫn hết sức. Và với hội thánh của Đức Chúa Trời, ngày hôm nay tôi đã nói với hội thánh về ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải lựa chọn đứng về phía Đức Chúa Trời hay đứng về phía thế gian này. Đừng nói với chúng tôi một lần nữa là Đức Chúa Trời thiên vị, Ngài không thiên vị ai cả. Đức Chúa Trời yêu kẻ kính sợ Ngài, và vì Ngài là đấng thấy trong cõi đời đời. Vì ngày hôm nay việc của chúng ta đấy, đừng có thanh minh, đừng biện bạch. Việc của chúng ta ngày hôm nay là mở rộng cái tấm lòng của mình ra và xem nó đen cỡ nào. Nếu nó đen và nó không có một chỗ nào cho Chúa ở trong đó đó, thì đây là thì giờ phải nói với Chúa rằng là con muốn trở lại với Ngài. Họa may ra còn kịp một bài trẻ. Lòng an lâm thống hối, Đức Chúa Trời Ngài không khinh rẻ đâu. Còn kịp. Chứ còn nếu đêm nay mà qua đời rồi mà không kịp an lâm là không kịp. Nhưng nếu chúng ta an lâm và trở lại với Ngài thì sẽ không bị chê đâu. Hãy đến với Chúa trong sự cầu nguyện ông bà chị.
đều phải hai chiều. Tình bạn với Đức Chúa Trời cũng vậy, cũng phải là hai chiều. Hãy yêu Ngài đi, Ngài sẽ không để anh chị em bị bỏ ra bên ngoài. Còn người đây chúng ta kết nối với nhau còn phải trao đổi cũng hai chiều. Tại sao với Đức Chúa Trời đứng tạo dựng nên trời và đất, chúng ta lại thờ với Ngài? Và hôm nay tôi ước ao Chúa Thánh Linh sẽ khiến cho Hội Thánh của Chúa được tỉnh thức về tình trạng của mình. Tình yêu, tình bạn với Đức Chúa Trời cũng phải là hai chiều. Khi tôi đứng trên này nhìn thấy chị Trang nghe giảng mà nước mắt rơi từng dòng, tôi hiểu rằng chị cao lòng cho đất nước này, chị tiếc cho một cơ nghiệp vốn được tạo dựng, được lập nên bởi những người tìm sự thờ phượng Chúa, nay nó bị vấy bẩn. Chị nhìn thấy nó nhơ nhớp và vấy bẩn, lòng chị đau đớn. Tôi hiểu rằng lòng của chị theo lòng của Đức Chúa Trời. Và đây là điều tôi muốn nhắc nhở Hội Thánh, hãy biết ơn, nhưng không chỉ là nói lời biết ơn, hãy tham gia hầu việc Đức Chúa Trời. Một điều mà tôi muốn nói với Hội Thánh, về phần của mình tôi chỉ có thể làm ghi hình gì ăn tham theo cách mà tôi có thể, nhưng Hội Thánh cần phải tương tác. Hội Thánh cần phải share, cần phải tương tác, bởi vì những bài mà chúng tôi làm trên đó là phần của chúng tôi có thể làm. Còn nếu chúng ta yêu kẻ lân cận mình, yêu những người chưa biết về Chúa hay là bạn hữu của mình, hãy share cho, không phải vì tên của tôi. Đừng chỉ đặt một cái like hứng hờ ở trên đó. Tôi nhớ chị Trang, khi mà tôi giảng với Đức Thánh Linh, chị nói là mọi người hãy lắng nghe điều này, điều vô cùng quan trọng. Cái buổi thứ hai chị đến nhóm Hội Thánh, khi chị trên livestream, chị nhắn ở trên đó, tôi đọc mà tôi thấy, rồi tôi đọc những dòng của các bạn hữu. Khi đọc bài của tôi và họ nói là bạn ơi, xin hai người bạn 10 phút nhé. Họ chỉ muốn gửi cho người bạn họ hãy đọc những điều này trước khi quá trễ. Chúng ta ngày hôm qua đã cùng nhau chung tay với hôn lễ của chị Mỹ Linh. Đó là chúng ta đang làm trong vòng Hội Thánh, nhưng còn những người bên ngoài, còn những người cần có Chúa. Vì vậy hãy chung tay với chúng tôi để có thể tan giải ra sứ điệp của Chúa trong ngày cuối cùng. Tôi xin phép được cầu nguyện. Chúa ơi, con cầu nguyện trước hết là dâng lên Ngài lời ăn năn của chính con và Hội Thánh Ngài, đã mới yêu Chúa vừa đủ, chưa yêu Ngài như chính Ngài đã yêu chúng con, đã phó chính sự sống Ngài cho chúng con. Hãy tha thứ cho chúng con, vì nếu Chúa còn ở đâu đó xa tắp tít ở trong cái danh sách ưu tiên của chúng con thì chúng con đã sai rồi. Giờ này đây con nhìn thấy chính con và cảnh trạng của Hội Thánh Ngài thật tả tơi, thật nghèo thiếu và thật mù loà, mà không biết rằng đấng yêu thương chúng con, Ngài đã nhịn nhục lâu ngày, Ngài đã nhu mì và mềm mại, vì Ngài không muốn chúng con bị hư mất như lời Phi-e thứ nhì đoạn 3 đã chép. Ngài lấy lòng nhịn nhục lâu ngày vì không muốn một người nào hư mất, nhưng muốn anh em hết thảy đều ăn năn. Chúa ơi, giờ này con cầu nguyện để Ngài ban cho chúng con giờ này lòng ăn năn đau đớn, để rồi chúng con được thức tỉnh và chúng con trở lại và Ngài chữa được chúng con, để chúng con sẽ đứng ở trong này Ngài trở lại, để rồi chúng con sẽ được gìn giữ trong này tai họa, để rồi con cái của chúng con sẽ đứng chung trong sản nghiệp mà Ngài ban cho chúng con. Như gia đình Noe vậy, không thiếu một người nào râu rể, con trai con gái đều vào trong tàu. Ông đã cứu được trọn gia đình của mình.
Thì giờ này con cầu nguyện để Hội Thánh Nova được thức tỉnh vì sự bội đạo đã diễn ra ở trên đất nước này và điều bội nghịch đang hành động rồi. Thì Hội Thánh của Chúa được thức tỉnh và chúng con sửa soạn. Chúa ơi, Ngài giúp cho con không phạm tội cùng Ngài và anh chị em của chúng con. Ngài giúp cho anh chị em của chúng con không phạm tội cùng Ngài. Hãy gìn giữ chúng con, vì chúng con đây vốn là yếu đuối, không thể đi theo Ngài đâu. Nhưng nay chúng con nói rằng lòng của chúng con hướng về Ngài. Hãy giúp chúng con ngay cả trong sự yếu đuối nhất của chúng con. Con dùng Hội Thánh Nova